Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai vàng ha. Đó. Cây đâm chồi chân anh chị. Cây rất là mạnh ha. Củ đế cây này rất là đẹp luôn nè anh chị. Đó, rồi hoành luôn em ơi. Mã số 330. Mã số 330. Cây này nó muốn lên xù luôn, nó già cây. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao 73. Chiều cao 73. Đường kính bầu 27. Đường kính bầu 27. Mã số 330. Cái này cái sẹo nghe nó kéo hết trơn nha anh chị nè. Mã số 330. Rồi cây này giao luôn chị là 650 ngàn thôi, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây rất là đẹp ha. 331 nè, cây đâm chồi hết trơn nha anh chị. Nú chồi ha. Cây này cái lớp da của nó là xù da me gì nha anh chị, chứ nó không có bị hư gì trơn ha. Ở trong là bình thường nha anh chị. Tại sợ một số anh chị mới biết chơi không biết cây, nó nói là cây này bị xù, bị hư ha. Nè, cây đâm chồi rất là mạnh anh chị yên tâm ha. Cây tại lớp da của nó xù do me là vậy thôi nha anh chị. Mã số 331. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao 73. Chiều cao 73. Đường kính bầu 24. Anh chị thấy ha, xù do me hết trơn á. Mã số 331. Rồi cái này hữu nghị 450 ngàn thôi, bao ship tặng nhà luôn. 331. Tiếp theo 332. Chị thấy đó, cây đâm chồi hết trơn nha anh chị. Đó, cây đây có cái sẹo nhỏ chỗ đó ha anh chị. Đó. Kéo hết trơn. Hoành 22. Hoành 22. Chiều cao 71. Đường kính bầu 26. Cây này để hữu nghị chị 450 ngàn luôn, bao ship tặng nhà luôn. Mã số 332. 333. Đó, 333. Trời đâm lên trơn ha. Cây này thì có cái mặt sẹo bên này. Đó, tại nó dài cây lắm ha, từ từ thôi để em quay cho nó. Đó. Củ đế quá trần luôn anh chị. Hoành 33. Hoành 33, đế đẹp lắm nha anh chị. Chiều cao 72. Nó bị sẹo mà sành hết nha anh chị. Đường kính bầu 30. Đó, bệ đế đâm chồi lên chơi nha. Mã số 333. Rồi cái này 500 ngàn thôi anh chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. 334. Cái này cụ đế, đế cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao 67. Chiều cao 67. Đường kính bầu 28. Đường kính bầu 28. Mã số 334. Cái này đế đẹp luôn nè. Rồi cái này 550 ngàn chứ, bao ship tặng nhà. 335. Đâm chồi mạnh lắm nha anh chị. Cái này bệ già, cái này già muốn xù cho me nha anh chị. Đó chị có thể thấy ha, xù cho me luôn nha. Cái da nó xù lên luôn. Hoành 20. Hoành 20. Chiều cao 85. Chiều cao 85. Đường kính bầu 23. Rồi cái này hữu nghị 450 ngàn thôi, xù cho me luôn nha anh chị. 335. 335. 336. 336. Cái này bệ. Mấy cây này mai vườn già lắm nha anh chị. Già dữ dằn luôn á. Cây nhú chồi hết rồi. Hoành 21. Hoành 21. Chiều cao 90. Chiều cao 90. Đường kính bầu 25. Đường kính bầu 25. Mã số 336. Rồi hữu nghị 500 ngàn thôi anh chị, bao ship luôn. 337. 337. Cây này đẹp nha anh chị. Củ to luôn ha. Quá trời luôn. Già dữ lắm, già muốn xù cho me chơi cái thân nha anh chị. Nhìn thấy nó già cây xù cho me luôn á. Hoành 27. Hoành 27. Chiều cao 1m02. Chiều cao 1m02. Đường kính bầu 25. Đường kính bầu 25. Mã số 337. Cây này đẹp lắm chị ơi. Rồi để hôn nghị chị là 700 ngàn thôi. Đẹp lắm nha anh chị. Bao ship luôn. 338. Cây này cũ cũng rất là to luôn nè. Đó, nó bị cái sẹo bên đây ha. Quay kỹ kỹ cái nè nè. Đó, bị cái sẹo đó nha anh chị. Sẹo bên đó đó. Chứ không thôi là cái cũ rất là đẹp. Hoành 26. Hoành 26. Chiều cao 71. Cây nhú chồi hết rồi.
Đường kính đầu 28. Cây, mấy cây này bao mạnh chị ơi? Mạnh dữ lắm, mạnh luôn. Mã số 338. 338 với mấy cái sẹo. Rồi cây này giao lưu anh chị là để rẻ chị 500.000 thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo là tới lô mai giảo hạt nha anh chị. Đây mặt bông đây, có một cây còn bông, bông là bao đẹp luôn nè, nè. Quả trời luôn, cái búp đầu nó cành 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 không nha anh chị. Đây ha, cây này có bông sẵn cho anh chị coi luôn ha. Mai giảo hạt thì Thủ Đức thì bông thì từ 5 tới 12 cánh, bông rất là to, cỡ 3 ngón tay á. 339 nè. Cây này là xù nước da me ha, em chưa có đụng luôn ha, đụng vô để xuất ra nha anh chị. Đó, ở trong là bình thường nha anh chị, nè anh chị muốn bư em muốn bư cho anh chị xem luôn ha. Đó, ở trong trong đây là bình thường nha, tại nó xù nước ra vậy đó nha anh chị. Đó, báo anh chị luôn. Quanh 16, giảo hạt Thủ Đức nha anh chị. Cây có bông sẵn cho anh chị coi luôn đó. Rồi 400.000 thôi anh chị, 339. 400.000 mà em bao ship tặng nhà cho mình luôn á, do đó cô chú anh chị yên tâm ha. 340. Cái này cũng đang dưới đầu nhú chồi lại nè. Chim miếng mới được. Cái này có củ nó rất là đẹp nè. Với hai này có cái sẹo chỗ này miếng thôi. 340. Chim cái. Chim bị giết cái. Quanh 13. Chiều cao 1m13. Tràm khá đẹp nha anh chị. Đường kính đầu 18. Rồi này hữu nghị 350 thôi, 340. Tại có cái sẹo bớt nhẹ anh chị luôn. Ồ, cái này củ đẹp. Giảo hạt Thủ Đức bông này đẹp đẹp không nha anh chị. 341. Bông thì từ 5 tới 12 cánh. Cây này củ đế đẹp nha anh chị. Quanh 13. Quanh 13. Chiều cao 90. Đường kính đầu 18. Rồi cái này 400.000, 341. Đây là cái mặt sẹo nó thôi nha anh chị. Kéo lại hết trơn rồi. 342. 342. Đây cũng bắt đầu nhú chồi. Đây cụ đế cũng đẹp lắm. Quanh thăng 15. Cũ. Quanh cũ 21. Đế dữ lắm nè. Chiều cao 79. Đường kính bầu 18. Rồi để hữu nghị 350 nè, bao ship luôn. 342. Cái tàn dữ luôn nè. 343. 343. Mấy cái sẹo này là cái máy cái cắt cỏ nó cắt kìa anh chị. Trúng nha, nhưng mà nó kéo lại hết nè. Chị xem ha, kéo lại nè. Nó bích luôn ha. Tàn rất là đẹp luôn. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 1m20. Chiều cao 1m20. Đường kính bầu 20. Rồi cái này 400.000 thôi anh chị, em bao ship luôn. 343. 343. Rồi 344. Cây này cái tàn mini, củ cũng đẹp lắm ha. Tàn đẹp nha chị. Quành 9. Quành 9. Chiều cao 80. Rồi. Đường kính bầu 19. 344, cây này hữu nghị 300.000 thôi, bao ship luôn. Để giá hữu nghị cho cô chú mình chơi ha. 345. Quả khứ tàn. Quanh 17. Chiều cao 1m05. Đường kính bầu 20. 3 345. 45. Rồi cái này 400.000 chưa, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Để giá hữu nghị cho mình chơi luôn. 346. Ồ, cây cũ quá trời cây cũ luôn. Rồi chim đây. Lấy miếng mướp này. Cũ quá trời cũ nha chị. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 1m05. Đường kính bầu 26. Này cũ đẹp nè. 346. Rồi cái này 500.000 chứ, bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo 347. Cái này cũ đẹp lắm nha chị. Trường ẩm. Quanh 14.
chiều cao 61, đường kính bầu 25, mã số 347. Rồi cái này 400.000 thôi chị, bao ship luôn. 348. Chị thôi ha, cây này cũ cũng đẹp lắm ha. Quá khứ cái cũ luôn. Hoành cái này 21. Hoành 21. Chiều cao 95. Chiều cao 95. Đường kính bầu 24. Rồi cái này cũng 400.000 thôi anh chị ơi. Cũ đẹp. Bao ship cho mình luôn. 349. Ừ, quá khứ. Cũ đã đã không anh chị? Hoành thân 14. Cái cũ bao nhiêu? Hoành cũ 23. Chiều cao 1m05. Đường kính bầu 27. 349. Rồi cây này hữu nghị cho cô chú anh chị mình. Rồi 450 thôi, để rẻ luôn, bao ship tặng nhà luôn. Cũ rất là đẹp nha anh chị. Rồi tiếp theo. Mã số 148. Này dáng thú nè anh chị. Cái đó tôi thân cho là 18. Rồi đó cũ dưới này miếng này. Quanh cũ 27. Mã số 148. Cây khá là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cái này hữu nghị anh chị là 550.000 thôi, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Nhú chồi lại hết rồi anh chị. 150. Mấy này là Tết có bông chơi nha anh chị. Hoành 22. Hoành 22. Chiều cao 70. Chiều cao 70. Đường kính bầu 20. Đường kính bầu 20. Mã số 150. Rồi cây này hữu nghị 400.000 luôn, không để rẻ anh chị, cho anh chị chơi luôn. 152. Cây này đẹp nha anh chị. Ai chơi bonsai cây này là ghép ok luôn ha. Hoành 20. Chiều cao 25. Đường kính bầu 28. 152. Rồi cây này 600.000 ha, bao ship tặng nhà. Đây rất là mạnh ha. Ông trời ào ào. Hoành 20. Chiều cao 78. Đường kính bầu 22. Rồi, cây này hữu nghị 400.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. 55. Mã số 155. Giá rất là mềm luôn. 158. 158. Cây này thì bị sẹo của máy chém nó cắt nha chị, nó cắt cỏ đó. Chiều cao 64. Đường kính bầu 26. 158, cái này để rẻ 350 thôi, bao ship luôn. 228. Cây rất là quái nha anh chị. Mẹ này da nó gì nha anh chị. Xuống chị. Chứ không gì đâu ha. Quanh 11. Cao 32. Rồi 228, cặp này 250.000, bao ship luôn. 250.000. 231. Cây này quái anh chị. Cụ đế nè, đây cụ đế quái lắm ha. 231. Hoành 11 ngay đây. Chiều cao 31. Rồi 231, 250.000 luôn, bao ship luôn. 232. Cây này thì nó có cái sẹo mặt trên này miếng nè. Thấy là em chỉ hết rồi anh chị ơi. Cây cũng đẹp quá ha. Dễ bị. Hoành 12. Chiều cao 19. Rồi mã 232. 232, cặp này cũng 250.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. 234. Rồi 234, nghe kỹ mã giùm em ha. 234. Quái anh chị. Hoành nó 10. Tính ra trăm mấy ngàn cây anh chị ơi. Cao 30. Mà bao ship luôn. 234. Rồi cặp này 300.000 anh chị ơi. 234. 235. Sát đây 12.5. Chiều cao 36. Rồi 235, 250.000. 236.
cây cò quái ha. Cây này nó có miếng sẹo ở đây nè chị ha. Sẹo kéo rồi. Còn đây cái da nó vậy ha. Chốc da được chứ. Nhưng mà cây bình thường anh chị mới cắt hết đó ha. Hoành nó 11. Chiều cao 37. Rồi mã số 236 250 ngàn. 237. Mini ha. Nhỏ mini cũng quái lắm nha chị. Hoành nó 7 rưỡi à. Đâu đây 7, cây này cũng quái ha. Chiều cao 31. Rồi cũng 250.000, 237. Cái này có cục đế nó bị chạy à. 238. Hoành nó gần 10. Chiều cao 35. Rồi 250.000 luôn. 238. 239. 239. Cái già nó bị dính sình em. Bên đây 9. Cao 32. Rồi 250.000. 239. 241. Quanh 10 rưỡi. Chiều cao 68. Rồi cặp này để rẻ 200.000 thôi. 241. 242. Củ này nó có sẹo. Máy chém cắt chúng này gì. Quanh 10. Cao 70. Rồi cũng 200.000 thôi. Để rẻ chị chơi luôn. 24 mấy. 242. Rồi tiếp theo 243. 243. Đây nó cũng có sẹo nè. Da nó cụi cụi vậy á. Nha anh chị. Da của nó này ha. Xù xù quá. Hoành nó 9. Chiều cao 67. Rồi cũng 200.000 thôi chị ạ. 243. Bao ship luôn nha anh chị. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. À, một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán nha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi
nhưng mà cái lưỡi của chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, của chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe của chú anh chị, em bao sắc bén cho chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe của chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe của chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Đội này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. À, rất là dày nha cô chú anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho rồi là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha, 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nghe chú anh chị, em bao hàng cho chú anh chị luôn, về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nghe chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mất nhìn giờ bằng luôn nè ha, bao sắc bén luôn nghe cô chú chị. Cưa này thì giá đây nè, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nghe cô chú chị, bao sắc bén luôn. Cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cặp xéo nè nghe quý chị, cặp xéo là mình cắt cành
cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350 ngàn một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350 ngàn một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500 g. Đó, 500 g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, lô này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500 g thì em bán giá là 200 ngàn, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì...